đây đi đâu rồi? Đi rửa bình chứ. Đã rửa đâu? Sáng 3 lần. Nghĩa là
trước khi cho con nó phọt thì ướt không sao, không. Yêu cầu sạch. Chị đang kêu là lấy đang lọc, xong mang đi. Anh cho vào là cách nhau bao nhiêu phút ấy nhỉ? Hả? Mày nói là chưa cái nhét cái vậy đó mà. Khi nào đi đâu mới nhét mà. Trong thời gian chờ lắm là nhét cũng được. Khoan đã. Chị ơi, mình cho mỗi chất vào là mình sẽ lắc hả? Hàng gì mình nhắm em lấy hai cái chị không có nè. Hai cái gì? Hai cái kệ đó. Đâu em mới vừa lấy á. Phải đâu cho nhóm chị cho chị có để cái mình lắc gạt xong người ta cầm chị bốn. Hương lấy á em cầm 40 phút là đụng cái lắc luôn á. Chị Hương phải đi lọc kén trước ta nè. Chị Hương kìa, người ta kiện, người ta kêu là lấy cái này nè. Này của bên anh chị Hoàng. Ủa vậy hả? Lấy bên chị Hoàng mà. Sao kiếm cái giá nữa? Lấy kìa. Cái này em lưu ý nè, có cái này cần phải nhớ nè, cân 1g này là có được thực đường luôn, ghi vào hơi đi thi không biết này. Ừ đúng rồi, thầy có ghi mà chị xin bạc rồi. Ừ, hồi nãy vậy mà không ai giúp cân đấy. Vậy hả? Ừ. Là mời trung bình á. Ừ, đó là anh mời trung bình. Nghĩa là mình cân mời trung bình chứ không phải là 1 gram đúng không? 1 gram, mình cân 1 gram nhưng mà nó là trong một gói của nó là 1 gram. 1 gram thì mình cũng nói là chứ phải mời trung bình đó. Thì nói đó. Em tự đòi cái này. Đòi nữa. Tự đòi trẻ. Lọc gì nữa đó? Đấy, bình khác, bình sâu. Vậy là mấy bình lận đó cơ hả? Ừ, đúng rồi. Một bình này được định lượng, còn bình của em là định tính. Em hỏi này, muốn là cho mình phải lắc thôi chứ có cần bao nhiêu phút không? Cho hai chất đầu tiên lắc nè, không có ghi. Xong rồi tiếp cái chất thứ ba lắc nè. Hai chất đầu thôi là lắc, xong rồi đến chất thứ ba xong lắc tiếp. Ôi, coi em có chả gì không? Anh cho nước. Dạ có, thầy nói chén. Hả? Chả mặn. Chị nhìn cái đó đúng không? Mở nắp này lắm. Dung dịch thử 50 lít. Vẫn chặt lại. Những giờ vô tay gì nó chạy. Không, kia tới á. Ừ, nó đâu có chạm được cái dưới đâu. Ông đổ kia xong nó hẳn hửi. Thả burette xuống rồi. Cái này cho thấp này. Cái cờ lo được phỏng ở trong cái burette này. Cờ lo được phỏng. Cái xương của mấy cái nhân hà hát chứ. Nhưng mà trên. Cho nước ngầu. Nghe cho nước ngầu. Chấm bên này cho ướt. Nước bên này nước ướt xong nửa tí nữa. Nó đâu ảnh hưởng đâu, nhét bây giờ nó không ảnh hưởng. Không, tí chị lắc cái đó không, chị phải xi hơn nó đây lắc tiếp. Ừ, phải hả, nó chị nhét à. Mở nét cho được mà. Đúng. Mới một lứa, mới trước mới nửa lứa, còn chưa thể. Mười anh chị. Nói lên đâu cái người đi đò. Đừng đi đó, đừng để lời đi kiếm. Tại vì cái này cờ lao lao phọt nó không tan trong nước nhưng mà tan trong cồn. Thì nước bây giờ nước không tan trong cờ lao phọt nhưng mà nước tan trong cồn. Thì mình dùng cồn mình chán thì mới được. Chán là cái cốc thì đó. Này là có câu này. Cồn có thể tan được, tan trong nước. Tan được, tan được. Mở nắp ra. Xả vài giọt. Lau sạch đi. À, quay tròn để lau sạch cùng chiều với tờ giấy không nó rất tờ giấy. Đấy thì nó có nước ở trong khi mình rửa. Rồi, rút ra ha, rút ra cũng quay tròn theo chiều tờ giấy luôn. Rút ra quay tròn đó, đúng rồi. Vừa quay tròn rồi rút thì nó ngắn. Còn rút cái nước bên này là đến rồi.
giấy bút bi á, cái giấy mà dai á, cái giấy của bộ môn thì có thể để luôn sẽ như vậy chị. Rồi. Lấy dây gì cái giấy nước rồi. Chẳng ba lần. Ê, nước hả? Chẳng ba lần đi chị. Như còn thành giấy không? Bởi sâu à. Rồi nè, lưu ý nè, lau sạch bên ngoài nha, cỡ lau khoảng 30 ở bên ngoài là sẽ dính được cái đáy nha. Hồi dính tay chị, lau tay luôn nè. Giờ lau tay không còn quan trọng nữa chị ạ. Tay đó vô window đi bà. Window. Không, window trên cái thanh công cụ á. Quỳnh cái bên hép hả chị? Cái bên hép. Rồi, có men thoát có thể không? Phương pháp. Kéo xuống. Men top. Mê. Rồi, cài chưa, bước sóng bao nhiêu? 420. Đọc quy trình làm đi. 420. Một người làm thôi, đừng có hai người làm. Rồi, mặt nhãn quay về phía mình nha. Ta bay ra, tan cái máy chưa? Xa xa cái máy ra. Mẫu trắng. Lúc nào đó hai mẫu trắng. Mẫu trắng được ở đâu có form. Mặt nhém quay ra. Không. Nhấn số máy chị. Nhấn đi chị. Để đó đi, mà nó qua lấy mẫu mình đi. Hai mẫu, mẫu được đâu?
tính đó, thầy đi dép vô đây thầy đã đông rồi. Thì thầy gọi lên Zalo được không chị? Thì cái này có hồi hộp rồi nha. Thầy mang chứ có mua cái treo của mẹ này. Rồi, hai cái bài dọc đang đi ra rồi. Lọc sạch ra. Lọc sạch lên. Chiếc và cô bé. Cái này cô bé thêm vài nam. Cái đó. Đổi cho mình thu hồi. Bình thường mình có đổi cốc với con. Cái mình thấy thầy được cái gì thôi, nó vừa lòng hả dạ. Em kêu thầy cường lắm nè. Trời giọt. Em qua thầy nhắm kêu để mấy con đó. Dạ còn chán nữa mà, đâu có sợ nước đâu. Đúng rồi, mình chán 3 lần lận. Dạ dạ rồi cho chị. Mày bút đi thi kêu thôi. Đậu mình kia mà thi. Nó tan nhựa. Trời gì mà tay mình không tay mai. Lòng tiếng đi. Quay rồi. Không, vậy mùa thi thì chỉ cần nói lâu, bấm. Nên chỉ cần nói vậy thì được. Chị lâu. Lâu thật kỹ. Còn đúng rồi, qua đọc quy trình nha. Người ta lấy kết quả xong rồi tới mình đó. Xong. Nhấn ranh. Là cái người chạy á. Nhấn nút thì hô to đây chị Lâm. Ranh là cái người chạy. Lòng chán chị. Ranh. Rosette. Rồi. Không. Nha. Không phải. Phải chứ phải chứ. 1-9. Nóng quá trời luôn nè. Đuổi đuổi. Nói nè. Nói nè. Nói nè. Nói nè. Thì mình có cái hộp sẵn rồi, mình hộp cần phải hỏi cái luôn thôi. Không phải đó đâu. Không cần, không cần. Không cần. Mình có hộp trắng rồi. Cái này có đổ bình thu hồi không? Đó. Cái kia. Ở đây. Cũng cách phải đó là một đặt. Đây có một lần rồi. Thôi, đổ mà mới nhá. Ủa chị gì đâu vậy? Không về chị. Nhóm tiếp theo. Tốt này đúng không? Đem về luôn ý ạ. Làm cho cẩn thận nha hai đứa kia. Chết mồ, cái con chị nó bị nhiễu à. Rồi thu hồi là thu hồi phần cloud profile phía dưới đó. Còn phần nước là mình cho nước cho nước được rồi. Ôi vậy nãy cái gì ta lông lên thật là nhanh tay.
Lau kỹ vào không có dính. Nhám lên mình đúng không? Nhám lên mình. Run, reset. Run ở đâu vậy? Run là người chạy á. Mình có đổi tên không? Trời ơi, nó đúng cái số luôn á. 0.7271. Thôi được rồi ạ, đủ rồi, đi về. Quay cái gì, quay cái này. Đâu có đó Ly. Mày không cần phải be Zalo lại. Rồi nãy này quần thì các bạn dán chưa?
chị có đánh giá được không được chưa? Được không? Rồi các bạn có 10 cái A này rồi, nhiệm vụ của mình là gì? Là đổi từ cái đó khu này qua mini ngang. Được không? Đổi qua mini ngang. Tức là các bạn sẽ có là X1, X2, X3, X4 là mini ngang đó. Cái thứ nhất đấy là X10, đơn vị là mini ngang. Vâng. Rồi sau khi có 10 cái tích mini ngang này rồi thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ tính là tích trung bình. Tích kia là đem đúng không Thu? Sẽ là 10 cái, tức là hàm lượng trung bình, có thể chứ hàm lượng trung bình hay là hơn chứ hàm lượng trung bình là bằng tổng các hàm lượng chia cho 10 không là x1 cộng cho đến chấm đến x10 rồi các bạn chia cho 10 là ra được tích trung bình. Mà thầy ơi đổi từ A qua X thì đổi làm sao thầy? Dùng A thì tính X mà. Rồi đổi từ A qua X bằng cái gì? Bằng AT chia AT cho M đối chiếu trên 10 trên giá C 100. Được chưa? Thì sẽ đổi ra được đơn vị là miligam, X miligam từ độ không qua miligam. Rồi làm tính 10 lần ha, tính 10 lần sẽ ra được 10 kết quả ở trên đây. Rồi có hàm lượng của mình rồi thì mình sẽ coi các đánh giá nè, mình sẽ phải tính những khoản nào, khoản nào hàm lượng trung bình, khoản này là 115%, tức là 1.15 nhân hàm lượng trung bình. Không, 25 tức là 1.25 nhân nội trung bình, xin lỗi nhân hàm lượng trung bình. Rồi đây là 0.85 hàm lượng trung bình và đây là 0.75 hàm lượng trung bình. Rồi rồi là ở dòng thứ nhất ở trong sách là gì? Hàm chế phẩm đạt yêu cầu đồng đều hàm lượng khi có không quá một đơn vị có hàm lượng trung bình nằm ngoài khoảng cộng trừ 15% nhưng không vượt quá cộng trừ 25%. Tâm tức là sao? Tất cả thì chắc chắn là mặt cho thầy rồi. Tâm là ngoài khoảng này. Nằm trong này là tốt không? Nằm trong này là tốt là đạt hết. Rồi nếu mà nằm ngoài thì người ta chỉ cho nằm ngoài ở hai khoản này thôi. Là 15% hoặc trừ 15% tới hoặc trừ 25% là hai khoản này. Không, và trong hai khoản này người ta sẽ rất là nhiều. Không hoặc là một, không là tất cả nằm trong này. Không, một thì nằm đây hoặc nằm đây thì kết luận đạt luôn đối với 10. Rồi nếu có ba đơn vị ba trở lên không đạt à, ba thì đạt không, ba thì chưa biết, bốn trở lên, bốn không đạt, bốn trở lên thì không đạt luôn. Bốn đơn vị mà nằm ngoài khoảng là cộng trừ 15 nhưng mà không vượt quá cộng trừ 25 thì nó chỉ cần là không đạt thôi. Còn bất kỳ đơn vị nào nó chỉ cần một đơn vị thôi vượt quá cộng trừ 25% là không đạt luôn. À, rồi về là đạt là chỉ cho không hoặc một vượt cộng trừ 15% nhưng không quá cộng trừ 25%. Không, không đạt là bốn trở lên. Không, bốn trở lên nằm trong khoảng cộng trừ 15% nhưng không vượt quá cộng trừ 25%, hoặc bất kỳ đơn vị nào có hàm lượng là vượt quá cộng trừ 25% đều không đạt. Rồi từ 2 đến 3 đơn vị thì sẽ thử làm. Không, 2 đến 3 đơn vị nằm ngoài khoảng cộng trừ 15 nhưng không vượt quá cộng trừ 25% thì sẽ thử làm trên 20 đơn vị khác. Thử làm trên 20 nha. Rồi trong số 30 đơn vị đem đi thử á, thì cho phép là không có 3 đơn vị nằm ngoài khoảng cộng trừ 15% nhưng không quá cộng trừ 25%. Được không? Vậy là trường hợp đạt nó sẽ có 2 trường hợp.
trên 10. Hoặc hoặc là sao? 3 trên 10. Nhỏ hơn hoặc là 3 trên 20. Vâng. Rồi. Cái này là đang nói là nằm ngoài khoảng cộng trừ 15 nhưng không vượt quá cộng trừ 25 nha. Còn vượt quá cộng trừ 25 là không đạt luôn rồi đó. Rồi, không đạt thế nào? Rồi, không đạt cũng khác. 4. Có 4 cái. Hơn 3. Rồi, lớn hơn hoặc bằng 4 trên 10 hoặc 1 thay nhiều đơn vị hàm là ngoài 7 năm đến 2 năm. Hoặc là 1 đơn vị nhưng mà lớn hơn 20% nha. 1 đơn vị lớn hơn 1 đơn vị nhưng mà lớn hơn 20%, vượt quá 20% đó ông đạt. Hoặc là sao? Hoặc là lớn hơn hoặc 4 trên 30. Rồi thử lại khi mà có 2 đến 3 đơn vị ha, 2 đến 3 đơn vị là ngoài khoảng cộng trừ cộng trừ 15 nhưng không quá cộng trừ 25%, và thử lại khi lên kết quả đạt như thế nào. Bây giờ ví dụ như là có 3 đơn vị là ngoài khoảng cộng trừ 15 nhưng không quá cộng trừ 25 thì các bạn thì 20 đơn vị thì thử làm thì sao để đạt hết á? Vâng, tức là 10 đơn vị mà các bạn thử mà các bạn thấy là 3 đơn vị có hàm lượng mà vượt quá cộng trừ 15 nhưng không quá 25 thì các bạn thử lại, tất cả các thử lại phải đạt hết. Vâng, rồi chỗ này được không? Thay đổi qua tiếp đi đi ngang. Vâng, rồi các bạn lên tới mức trung bình rồi đặt lên đây, không lấy cái này trung bình luôn nha, không lấy cái này các bạn hay sai nữa đó lắm. Đây các bạn làm cho tôi một quả này. Có. Vâng. Thì mình có thể cung cấp chiều lượng gam. Ngay này chiều là 10 quả. Rồi lấy 10 quả. Khoảng khoảng hay là mini gam. Chiều này cho gam hay là mini gam. Rồi. Tạo cái thông tin rồi. Cái chiều cho gam là gam. Thì thay đổi thành là. Thì là chú quân. Rồi chưa? Có mỗi 4 thì 3 nhập gặp đầu dòng. Đây, ba gạch đầu dòng đây. Thank you.